Alo, alo. Xin chào các bạn đến với video học AutoCAD của trang web học AutoCAD.com. Hôm nay trang web học AutoCAD.com xin giới thiệu với các bạn một video nữa về hướng dẫn vẽ các chi tiết chính xác bằng AutoCAD 3D theo phiên bản AutoCAD mới nhất, đó là AutoCAD 2016. Trong video này, tôi xin hướng dẫn các bạn cách vẽ chính xác một bu lông theo tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể ở đây là tiêu chuẩn ở đây là tiêu chuẩn của Mỹ. Nhưng mà tiêu chuẩn này thì cũng giống như là tiêu chuẩn của ISO hoặc tiêu chuẩn DIN. Đầu tiên, các bạn sẽ xem hình ảnh của một chiếc bu lông. Thực ra để vẽ được một chiếc bu lông thì đúng cũng là cả một vấn đề tương đối phức tạp. Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu một chút về bu lông và đáy ốc. Bu lông đáy ốc là các chi tiết khá thông dụng. Tuy nhiên để biết hiểu và vẽ chính xác về nó không phải là một việc dễ. Nếu không tin, các bạn có thể tiếp tục theo dõi video này thì sẽ biết được rõ hơn. Và đầu tiên thì tôi sẽ mở một bản vẽ AutoCAD. Tôi sẽ mở một bản vẽ mới và tôi sẽ dùng một số hình ảnh. Xin các bạn chờ một chút. Đây là tôi đang có hình ảnh của một cái trang web giới thiệu về bu lông. Các bạn có thể vào trang web này để biết được chính xác. Đó. Và một chiếc bu lông thì sẽ có các phần gen như thế này. Có thể bài học này hơi dài nên tôi sẽ chia ra hai phần. Thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ phần gen bu lông, và phần sau thì chúng ta sẽ vẽ phần đầu, tức là phần giác bu lông. Ở đây trên hai hình ảnh là chúng ta thấy một hình ảnh là hiển thị về chiều cao của gen bu lông, bao gồm chiều cao H, bước gen P, và phần dưới này là hiển thị thêm về phần đường kính. Ở hình này chúng ta thấy đầy đủ hơn, và bước gen P phần trên này có nghĩa là gen ngoài, gen trong, xin lỗi. Phần dưới này thì hiển thị là gen ngoài. Đó. Và để đến như vậy thì tôi sẽ copy phần này và tôi sẽ dán sang bản vẽ. Xin các bạn chú ý. Rồi. Đây rồi. Và đây sẽ là phần gen bu lông tôi vừa mới copy sang. Và chúng ta sẽ lại quay lại hình ảnh của bu lông. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ phần trên này. Phần gen bu lông. Và có thể là tôi sẽ có thêm một hướng dẫn nữa để hướng dẫn các bạn vẽ thêm về đáy ốc. Còn phần sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ phần giác, phần đầu bu lông. Và chúng ta thấy đây có các loại bu lông như là bu lông 12.8 và 12.9. Cái phần này tôi sẽ xin giới thiệu các bạn trong một video khác để chúng ta hiểu rõ hơn thế nào là bu lông 8.8, đúng không ạ? Và bu lông 10.9, bu lông 12.8 và 12.9. Tôi cũng sẽ sử dụng hình ảnh. Có thể ở đây chúng ta không cần, và có thể chúng ta sẽ tập trung vào vẽ luôn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng để có thể tạo được một bu lông như thế này
thì đó là một việc tương đối khó đó. Và nhờ qua đây chúng ta có thể suy ra rằng nếu không dùng các cái phương pháp như là cám gen hay tiện gen bằng CNC thì hầu như không thể chế tạo được một bu lông với các thành phần gen chính xác như trên. Quay trở lại phần bản vẽ và chúng ta bắt đầu vẽ. Thì trong phần này tôi sẽ giới thiệu với các bạn vẽ một bu lông M16 hoặc M16 vì là chúng ta biết rằng là các phần gen, các phần góc nghiêng của bu lông thì giống như nhau thôi. Nếu mà chúng ta vẽ được gen M16 thì chúng ta dễ dàng vẽ được gen M24 hoặc là M20 chẳng hạn. Và bây giờ đầu tiên thì tôi sẽ vẽ các biến dạng nó giống như là biến dạng của cái gen này. Và rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái hình đó để chúng ta bắt đầu vẽ. Đầu tiên tôi sẽ dùng lệnh L, lệnh line để vẽ một cái đường hình, một cái hình này. Hay là hình thang cân đúng không? À, hình tam giác cân đúng không? Tôi sẽ nhập điểm đầu tiên. Tôi sẽ nhập một cái góc nhỏ hơn 60. Enter. Đó. Và tôi đã bắt đầu vẽ được một cái cạnh. Tiếp theo thì tôi sẽ lấy đối xứng. Và tôi sẽ ấn F8 để chuyển sang chế độ Auto. Để vẽ được một gen bu lông M16 thông thường thì chúng ta biết gen M16 gen thường bước gen sẽ là 2 đúng không? Do vậy mà từ đỉnh gen nọ đến đỉnh chân kia sẽ là 2 mm, 2 mm. Và chúng ta quan sát ở đây, thì chúng ta sẽ có phần H là chiều cao của toàn bộ, chiều cao thực của gen sẽ tương ứng với lại 5/8 H, còn cái chiều cao theo lý thuyết ở đây là H, còn cái phần đỉnh chúng ta cần vát đi sẽ là H/8 và phần đáy bu lông sẽ là H/4. Và chúng ta sẽ vẽ thêm phải vẽ thêm phần R. Và đây đây đường cái đường màu đen này là đường đây là đường danh nghĩa của gen, tức là giữa hai bu lông và đáy ốc sẽ tiếp xúc với nhau theo cái đường này. Chúng ta xem, chúng ta sẽ biết. Và đầu tiên tôi sẽ dùng lệnh CO, tôi sẽ copy ra một đoạn bằng 2 đơn vị đúng không? Đó, và chúng ta thấy rằng thực tế thì cái gen của chúng ta rất nhỏ. Và tôi tiếp tục tôi vẽ. Một đường thẳng nối vào đây. Như vậy thì tôi đã được một cái gen. Nhưng mà để vẽ được gen thì chúng ta phải dùng cái hình hình này. Để tôi sẽ cắt bỏ cái hình này, thậm chí là bỏ hình này, bỏ đường này. Và tôi sẽ tiếp tục dùng lệnh TR và phi đều được. Bây giờ tôi sẽ được một cái hình, bắt đầu được một cái hình. Và như vậy tôi sẽ đo lại đoạn này, tôi sẽ vẽ nhanh. Và chiều của hai đỉnh gen là 2 là đúng rồi, gen M16 thường thì bước gen sẽ là 2. Và quay trở lại đây, tôi sẽ di chuyển hình này cho ra sát hơn.
ta sẽ dùng lệnh scale và sẽ chỉ cho nó bằng 0.2 để chúng ta quan sát nó dễ hơn nhiều. Tôi sẽ cố gắng vẽ nhanh, mong bạn chú ý. Tôi sẽ kéo một lần nữa. Và đây thì bắt đầu chúng ta thấy rằng là cái đường này, cái chiều cao của các đỉnh gen, giữa đỉnh gen đến đáy gen theo phần lý thuyết sẽ là h, và tốt nhất chúng ta sẽ chia cái đường h này làm 8 phần và chúng ta lấy phần đỉnh là 1/8, phần đáy là h/4, tức là 2/8 của h. Và tôi sẽ dùng lệnh divide để chia đối tượng này ra làm 8 phần, đúng không ạ? Và như vậy tôi sẽ được 8 phần. Chúng ta thấy 1 phần, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ở đây để chính xác rồi. Và đầu tiên thì tôi sẽ vẽ được phần đỉnh, tiếp theo tôi sẽ vẽ được 1/8, 2/8, 1/8, 2/8, phần đáy. Như vậy thì phần gen của chúng ta nó sẽ chỉ chiếm trong cái khoảng này, đúng như này, và cái phần, những cái phần này chúng ta sẽ cắt bỏ. Và tôi sẽ dùng lệnh copy để tôi sẽ copy hình này ra. Tiếp theo thì tôi sẽ vẽ giống như cái hình này. R ở đây, R bằng bao nhiêu? R mini bằng 1.5p, tức là bằng R ở đây sẽ bằng 1/8, đúng không ạ? Và để chúng ta có thể vẽ được cái góc R này thì tôi sẽ vẽ một đường lên đây, và từ đây tôi sẽ vẽ một tiếp một đường nữa. Nó bắt đầu từ cái điểm giao nhau và nó sẽ check lên đây một góc 30 độ. Đó. Chúng ta vẽ đường này bằng các lệnh vẽ thông thường. Và tôi sẽ vẽ được cái R đi qua, nó sẽ tiếp tiến với cái đường này. Tôi sẽ kiểm tra lại cho biết. Chúng ta thấy R của cái bán kính này nó sẽ là 0.29. Để sau đó chúng ta sẽ vê cái đỉnh, cái phần đáy gen theo đúng bán kính này. Và để cho chính xác hơn thì tôi sẽ thiết lập lại. Độ chính xác. Độ chính xác của kích thước. Như vậy chúng ta sẽ được là 0.2887. Và bây giờ tôi sẽ
Ở đây chúng ta đường kính của bu lông sẽ đi qua, đường kính thực sẽ đi qua cái đường này. Còn đây là đường kính lý thuyết, đường kính phi 16 thì sẽ đi qua đây, và đường kính thực sẽ đi qua đây. Và đây là đường kính thực, đúng không ạ? Đây đường kính lý thuyết là 16. Như vậy tiếp tục thì tôi sẽ copy tiếp. Để chúng ta sẽ lấy hình này. Và bây giờ tôi sẽ bo miền cái hình này lại. Xin lỗi. Tôi sẽ dùng lệnh ép để tôi nhập error bằng 0. Rồi có sẵn. Và tôi sẽ bo chúng lại. Rồi tôi thích tục dùng lệnh Z để bo miền hình này lại. Rồi bây giờ chúng ta đã được một miền. Và đây là phần đỉnh gen thực của bu lông sẽ đi qua đây. Tiếp theo tôi sẽ di chuyển tiếp hình này. Và tôi sẽ đưa nó ra đây. Và đây như vậy, ở đây chúng ta có gì? Đây chúng ta có gì? Chúng tôi sẽ dùng lệnh offset 16. Chúng ta đang vẽ bu lông bằng 16. Và như vậy chúng ta sẽ được một cái hình, một đoạn đường thẳng có chiều dài bằng 16, là bằng đường kính của bu lông. Nhưng cái đường kính thực của bu lông sẽ đi qua đây, còn đây là đường kính phi 16 sẽ đi qua đây. Chúng ta sẽ dùng thêm một cái lệnh nữa để chúng ta kiểm tra. Và chúng ta sẽ đối xứng hình này sang đường này sang đây, và đây sẽ là đường kính thực của bu lông, đúng không ạ? Và nó sẽ theo đúng công thức mà chúng ta đã tính toán trên này. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu vẽ, tôi chuyển sang mô hình không gian 3 chiều, và tôi sẽ vẽ một cái phần đường kính nó kéo dài ở đây. Chúng ta có thể quan sát theo một số hướng khác. Và đây là cái đường kính thực. Ở đây tôi sẽ nhập một cái đoạn này chừng 50. Chiều dài của nó sẽ là trừ 50. Đây là một cái đoạn gen mà chúng ta sẽ vẽ, gen bu lông mà chúng ta sẽ vẽ. Thế thì để tiếp tục thì tôi sẽ dùng lệnh vẽ đường gen, bằng lệnh helix. Và ở đây máy sẽ hỏi là
đường kính của cái phần xoắn còn đường kính, tôi sẽ chọn đúng bằng đường kính của cái phần đường kính bu lông, và tương tự như vậy dây diode của nó cũng sẽ bằng như vậy. Tiếp theo tôi sẽ nhập số vòng của nó sẽ là, đây tôi sẽ vẽ một cái bu lông có chiều dài đoạn ren là 30, tôi sẽ nhập số vòng là 15, tôi sẽ cộng thêm hai vòng nữa là 17. Tôi sẽ giải thích thêm tại sao cộng 17 một lát nữa. Và bây giờ chúng ta đã được phần tôi sẽ nhập số vòng, bằng cái nhập T, số vòng sẽ là 17 và cái chiều cao của gen, chiều cao của gen sẽ là 17 nhân 2 là 34. Và tôi chỉ việc di chuyển nó sẽ hơi ngược một chút, tôi sẽ di chuyển sang đây 34 đơn vị. Như vậy thì tôi bắt đầu sẽ, tôi đã được một cái phần gen, phần xoắn nó có chiều dài là 34 mm và bằng 17 nhân với 2. À, bởi vì tôi tăng thêm 17 nên tôi sẽ phải kéo ra đây một chút, ra đây một bước gen, một hoặc hai bước gen, để khi chúng ta dùng lệnh trừ khối thì nó sẽ không bị tạo một cái bậc ở phần đầu của gen. Do vậy tôi sẽ di chuyển tiếp phần này sang hai đơn vị, tức là một bước gen đó. Và cái chi tiết của chúng ta bây giờ tôi cho các bạn quan sát qua một chút. Đó, phần gen của chúng ta nó sẽ mới chỉ đang như thế này. Giờ tôi muốn chuyển cái màu này một chút để các bạn dễ dàng quan sát. Tôi sẽ dùng màu okay. Để cho nó sẽ đẹp hơn một chút. Và bước tiếp theo thì tôi sẽ vẽ một cái gen đi qua đây. Nhưng trước khi vẽ một cái gen đi qua đây thì tôi sẽ dùng một cái lệnh sẽ chuyển trở lại về mô hình không dây, dùng một cái lệnh để vát cái phần trụ này trước. Tôi sẽ dùng lệnh chamfer, tôi sẽ nhập D 1,5. Như vậy thì tôi sẽ phát phần này và chúng ta có thể, tôi muốn cho các bạn quan sát một chút để đảm bảo rằng cái chi tiết chúng ta đã được vát, và đây là hình chiếu của nó. Và phần gen chúng ta bắt đầu tạo gen. Đây là cái phần miền mà tôi đã bo lại. Hãy subscribe.
Enpa. Enpa. Ok. Và giờ tôi sẽ dùng một cái lệnh tiếp theo nữa là lệnh Zivon. À xin lỗi, lệnh sweep. Tôi sẽ chọn đối tượng cần sweep, chọn đối tượng phải sweep. À rồi ok, bây giờ tôi đã được một cái gen với phần gen, sau đó tôi sẽ trừ khối thì sẽ ra phần gen thực. Và bây giờ các bạn có thể quan sát. Ồ, nó không được đẹp lắm. Tôi sẽ tiếp tục. Và các bạn, tôi muốn các bạn quan sát kỹ hơn về cái phần này. Để tôi sẽ nhập. Đây là phần mà chưa được gen, còn đây là cái phần mà tôi sẽ dùng để gen. Chúng ta có thể quan sát thêm các hướng khác. Tuy nhiên đấy nó có một nhược điểm là cái phần cuối của gen thì nó sẽ bị sao, nó sẽ bị tức là bậc. Và vậy tôi sẽ khử cái bậc này trước. Tôi muốn một cách là tôi dùng lệnh này, tôi kéo dài cái lệnh này ra một khoảng bất kỳ một đoạn thoát ra khỏi không gian. Và bây giờ tôi sẽ quay trở lại. Tôi sẽ trả trở lại đây là 70 đúng không ạ? Và bây giờ tôi đã tạo xong một phần. Bây giờ tôi sẽ dùng lệnh trừ khối. Chọn đối tượng trừ, chọn đối tượng bị trừ và chọn đối tượng trừ. Bây giờ tôi đã được một cái gen. Bạn thử quan sát đây. Mặc dù phần gen này chưa được hoàn chỉnh. Bây giờ tôi sẽ đổi lại màu của nó. Nó được tất cả nó được đồng một màu. Và bây giờ tôi sẽ xoay các bạn xem phần gen. Đây và cái phần hay nhất là ở đây. Đây chúng ta được cái phần thoát gen rất đẹp đúng không ạ? Gen rất đẹp. Nhìn chúng ta có thể thấy phần thân gen này rất đẹp, đúng không ạ? Tuy nhiên cái gen này thì cái phần cạnh nó vẫn rất sắc. Do vậy tôi sẽ phải làm thêm một bước nữa. Đó là về phần đáy gen theo đúng như chúng ta đã xem ở đây, R, A, 0.2. Tôi sẽ lấy tròn số là R bằng 0.2887. Giữ nguyên. Và tiếp theo, Exit Isometric. Okay.
Thế trở lại một chút về mô hình không dây để chúng ta có thể quan sát được. Và bây giờ tôi sẽ dùng một lệnh nữa là lệnh v tròn, và tôi sẽ nhập bán kính v của nó là 0,2887. Enter. Sau đó tôi sẽ chọn đối tượng đấy gian cần về. Enter. Enter. Rồi. Có vẻ chưa được ổn lắm. Hơi lặng một chút vì nó có thể là vẫn còn một điểm nào đó. À xin lỗi, đây rồi, vấn đề là nó ở đây rồi. Thế bây giờ tôi sẽ dùng lại lệnh select, đúng không ạ, error. Đây rồi. Tôi sẽ quan sát lại cái hình này. Và bây giờ tôi sẽ tiếp tục quay trở lại một chút. Như vậy là đã xong. Bây giờ tôi sẽ chọn lại màu cho nó color. Ok. Và bây giờ chúng ta có thể quan sát được cái gen. Nó hơi gặp trục trặc một chút. Đến đây thì video hướng dẫn về thiết kế vẽ chính xác một cái mô lông tiêu chuẩn gen tiêu chuẩn M16 bước 2 đã hoàn thành theo các số liệu mà ban đầu đưa ra. Và đây là một mô lông chính xác, có thể gọi là chính xác. Chúng ta còn phần dung sai nữa, dung sai của mô lông nữa. Và phần đó thì tôi xin nói trong phần sau.
Bây giờ tôi đã thiết kế chính xác theo với lại kích thước lý thuyết của gen. Bây giờ các bạn có thể cùng tôi kiểm tra sơ qua một chút về phần đỉnh gen. Rồi, ok rồi. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo, video tiếp theo của chúng tôi.